Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi hợi chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. vận trình của người tuổi hợi khá nhiều thăng trầm trong tháng 6 năm 2021 này. Bản mệnh cần phải rõ ràng mục đích của mình là gì để có hướng phấn đấu, không nên chạy theo người này người khác kẻo, sôi hỏng bỏng không. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, dù có gặp phải khó khăn, xung quanh bạn cũng không thiếu người giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà bạn nảy sinh những ảo tưởng không thực tế. Bạn cần đặt ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của bản thân và tình hình thực tế thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Phương diện tài lộc có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển quá rực rỡ trong thời điểm này. Đây là lúc khá thích hợp để bạn mở rộng quan hệ ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, có lẽ bạn chưa thể thu được lợi nhuận ngay lúc này, song chỉ cần kiên trì thì dần dần bạn có thể nhận được những thành quả xứng đáng để có thể phát triển nhanh chóng hơn nguyệt lệnh lâm tử khuyên bạn hãy đổi mới tư duy đừng bó hẹp bản thân trong những gì đã biết bản mệnh nên thử lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và tìm ra hướng đi mới cho mình chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm với người độc thân bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng song quan trọng là chính bản thân bạn phải cởi mở hơn trong giao tiếp đừng đóng chặt cửa trái tim mình với người đã lập gia đình các mối quan hệ xã giao rộng rãi có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng bạn cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tránh những sai lầm không đáng có. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng hết mình thì sự nghiệp của người tuổi hợi hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt trong tháng 6 này. Dưới sự thúc đẩy của tam hợp bản mệnh được làm trong một môi trường làm việc lành mạnh với đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo cũng tạo điều kiện để bạn được phát triển vì thế bạn cần quyết tâm để có thể nắm chặt cơ hội đạt được những bước tiến lớn lao hơn trong sự nghiệp điều mà bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là hạn chế những suy nghĩ ảo tưởng không phù hợp với thực tế bạn cần biết mình đang đứng ở đâu điểm mạnh của mình là gì để xây dựng những kế hoạch phát triển phù hợp với bản thân bạn không nên chạy theo bước chân của người này người khác hoặc nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài để làm những việc không trong sáng dù sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi đến mấy thì bản mệnh cũng không tránh khỏi những lúc vướng vào khó khăn nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn dễ có những suy nghĩ bi quan tiêu cực khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh trong trường hợp không tự giải quyết được vấn đề bạn cũng hoàn toàn có thể trao đổi với đồng nghiệp lãnh đạo hoặc những người giàu kinh nghiệm hơn mình bạn sẽ nhanh chóng tìm ra định hướng đúng đắn để khắc phục khó khăn tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch dưới sự nâng đỡ của tam hợp tài lộc của người tuổi hợi có những bước tiến nhất định. Bạn nhận được một vài khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn có thể sử dụng số tiền này để tiếp tục tái đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền. Với người làm ăn kinh doanh thì tháng này, mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng đây là lúc thích hợp để ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn kinh doanh có thể tiền lời tiền lãi sẽ không chảy vào túi của bạn ngay lập tức song vẫn sẽ có những dấu hiệu đáng mừng để bạn tin tưởng vào tương lai với người làm công ăn lương thì lương tháng này thiên về ổn định và có dấu hiệu nhích nhẹ nếu biết cách nắm bắt cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bạn hoàn toàn có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa chứ đừng vội hài lòng với thực tại Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy có một số người đang bó hẹp mình trong những điều đã biết. Nếu là người làm ăn, bạn cần mở rộng tư tưởng hơn nữa để nhận ra những cơ hội mới. Hãy dũng cảm thử sức ở những lĩnh vực mà mình chưa biết, dù khó khăn là không tránh khỏi, song bạn sẽ dần tìm ra hướng đi chính xác và đầy triển vọng cho mình. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi hợi thăng trầm bất định bản mệnh luôn phải tự nhắc nhở bản thân quan tâm đến người thân nhiều hơn chớ để mình bị cuốn theo các mối quan hệ ngoài xã hội mà tỏ ra lạnh lùng với những người gần gũi nhất nhờ có tam hợp phù trợ người độc thân có thể được giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng chỉ cần bạn chịu mở lòng ra là bạn sẽ phát hiện đối phương cũng có rất nhiều điểm thu hút bạn nên trò chuyện với người đó để nhận ra ưu điểm của đối phương hai người có nhiều tư tưởng trùng hợp nên rất dễ dàng cảm mến nhau thậm chí dù không phải là tình cảm lứa đôi thì cũng vẫn có thể là những người bạn đồng chí hướng tuy nhiên với người đã lập gia đình thì việc các mối quan hệ xã giao quá rộng rãi cởi mở chưa chắc đã là điều tốt bạn nên chú ý giữ quan hệ với mọi người xung quanh không nên quá gần gũi với bất cứ ai vì như vậy dễ tạo ra những lời đồn thổi không hay gây ảnh hưởng đến danh dự của bạn thậm chí khiến nửa kia hiểu lầm tổn thương trong gia đình, bạn nên trò chuyện, tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn, đặc biệt là khi bạn gặp phải khó khăn ngoài xã hội. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi tỏ ra lạnh lùng, khó chịu với người ấy. Việc tâm sự với người ấy có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, tỉnh táo hơn, thậm chí đối phương có thể cùng nhau thảo luận và tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi hợi lại không mấy khả quan trong tháng 6 âm lịch. Bạn phải quan tâm hơn đến cơ thể mình, không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức vì như vậy dễ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đầu óc thiếu minh mẫn, gây ra những sai lầm đáng tiếc. Bạch hổ hung tinh xuất hiện cho thấy bản mệnh có thể gặp phải hỏa huyết quang. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông, khi lao động chân tay hoặc khi vận hành máy móc, chớ nên để xảy ra những sự cố không đáng có. Đồng thời, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức ở đâu thì bạn nên đi khám ngay, chớ nên trần trừ hoặc giấu bệnh, khiến bệnh tình chuyển nặng, bạn sẽ phải mất càng nhiều thời gian và tiền bạc để chạy chữa hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để sức khỏe được cải thiện. Có sức khỏe, bạn mới có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi. 1. Đinh hợi thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi, sự nghiệp có bước phát triển rõ rệt. Quý nhân Thìn Mão. Tiểu nhân Tỵ Tuất. Màu sắc may mắn hồng, vàng. Hai, Kỷ hợi thuộc mệnh mộc nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết có thể ký kết hợp đồng kinh tế, song chưa chắc đã thu về lợi nhuận ngay lập tức. Quý nhân dần Mùi. Tiểu nhân dậu Ngọ màu sắc may mắn, vàng, đỏ. 3. Tân hợi, thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng nên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Quý nhân, tuất, mùi. Tiểu nhân, sửu, mão. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. 4. Quý hợi, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, nên mở lòng với người khác, xây dựng các mối quan hệ. Quý nhân thân dần. Tiểu nhân sửu tỵ. Màu sắc may mắn cam tím. Năm, Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, Nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết quan tâm đến sức khỏe để phòng họa huyết quang. Quý nhân tuất dậu. Tiểu nhân ngọ thìn. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.